Vậy, vì sao người Campuchia ghét Việt Nam? Cho dù Việt Nam đã hy sinh hàng vạn bộ đội, cùng thiệt hại kinh tế nặng nề để cứu giúp Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Đi đi, đi đi, đường này rất là an toàn. Có Việt Nam ở bên đó. Có phải người Campuchia vô ơn như nhiều người Việt Nam nghĩ? Hay nhiều người Việt cho rằng Campuchia ghét Việt Nam vì những vùng lãnh thổ đã mất vào tay người Việt? Này là đồng bằng sông Cửu Long, mà người Campuchia gọi là Campuchia Krom. Nhưng nếu chỉ vì lãnh thổ mà đế chế Khmer cổ đại đã mất vào tay các nước láng giềng, thì rõ ràng Thái Lan phải đáng ghét hơn Việt Nam vì Thái Lan chiếm nhiều đất hơn. Vậy mà thực tế, người Campuchia lại ghét người Việt Nam hơn. Vì sao vậy? Một số quan điểm sau đây của người Campuchia sẽ giúp chúng ta hiểu hơn phần nào về suy nghĩ của họ. Xin hãy lưu ý rằng, những quan điểm dưới đây là của người Campuchia. Có thể họ có những suy nghĩ, góc nhìn khác với chúng ta. Hãy khách quan để xem họ chia sẻ như thế nào nhé. Đầu tiên, một bạn có nickname là Conila Kel đã nói rằng: "Trước hết, tôi xin hỏi rằng, có bao giờ các nước láng giềng lại quý mến nhau? Tôi lớn lên trong một gia đình Campuchia rất điển hình. Tôi có thể nói rằng, giáo dục đóng một phần rất quan trọng trong việc hình thành suy nghĩ của một người bên cạnh những gì được gia đình truyền lại cho những đứa trẻ. Trong đó cha mẹ tôi, mặc dù họ không khuyến khích sự thù hận với bất kỳ ai, nhưng vẫn giữ một số cảm xúc cay đắng đối với nhà nước Việt Nam. Tôi nhớ, khi còn nhỏ, họ kể cho tôi nghe về lịch sử đen tối mà họ thu nhặt được từ trường học. Chẳng hạn như trong lịch sử Campuchia đã từng chiến đấu trong vô số cuộc chiến với Việt Nam và Thái Lan. Có những thời điểm, người Campuchia hợp tác với Việt Nam hoặc Thái Lan để đánh lẫn nhau. Ngoài ra còn có tin đồn về những tội ác của binh sĩ người Việt. Nhưng điều này đã được truyền từ thế hệ ông bà cho cha mẹ chúng tôi và bây giờ truyền lại cho tôi. Tôi cũng đã xem qua một số cuốn sách chống Việt Nam ghi lại những điều tồi tệ trên. Nhưng tôi có thể nói gì bây giờ? Tôi không ở đây để bảo vệ cho bên nào. Nhưng chúng ta có xu hướng nhớ những điều tồi tệ người khác đã gây ra cho mình, chứ không phải là ngược lại. Chắc chắn rằng, khi đế chế Khmer chinh phục đất đai trong quá khứ, nó cũng đã làm một số điều khủng khiếp tương tự đối với kẻ thù của mình. Tôi dám khẳng định, lịch sử cổ đại của Campuchia là một mớ hỗn độn. Chúng ta đã được ban phước cho rất nhiều vị vua và nhà cai trị bất tài. Thay vì cố gắng xây dựng đất nước, họ đã đua nhau xây dựng càng nhiều đền thờ. Kết quả lại phải chạy sang cầu viện nước ngoài khi bị nước khác tấn công. Lịch sử cứ thế trôi đi cho đến những năm 1960, khi ông Non cai trị Campuchia với tư cách là một nước cộng hòa. Một số người Việt Nam đã bị giết và ném xuống sông. Sau đó trong thời kỳ Khmer Đỏ, người Việt Nam là một trong những nhóm người bị đàn áp. Tâm lý chống đối Việt Nam đã thực sự mạnh mẽ và khủng khiếp trong thời kỳ đó. Tôi sẽ không cung cấp các bài học lịch sử về vấn đề này ở đây, vì tôi chắc chắn Wikipedia sẽ làm điều đó tốt hơn rất nhiều. Nhiều người Campuchia hiện nay vẫn còn phẫn uất vì những vùng đất cũ này đã bị mất. Hãy nhớ Campuchia từng là một đế chế Khmer khổng lồ, và chúng tôi đã đánh mất do sự kém cỏi của chúng tôi và những người hàng xóm xảo quyệt. Nhưng thật lòng mà nói, bạn có thể cảm thấy buồn về những điều mà bạn chưa từng thấy. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi có thể nói một điều, thì chủ nghĩa dân tộc cực đoan thực sự nguy hiểm. Tóm lại, tôi muốn nói rằng, nhìn chung, các nước láng giềng có xu hướng ghét nhau vì một lý do ngu ngốc nào đó. Nhưng việc người Campuchia đã đến mức ghét nhà nước Việt Nam, không phải nhân dân Việt Nam, càng trầm trọng hơn bởi một số tuyên truyền trá hình đội lốt trong các bài học lịch sử, nhất là trong hệ thống giáo dục những năm 60 của cha mẹ tôi. Cùng với đó là việc thiếu phương pháp hòa giải hoặc giao lưu nhân dân giữa hai nước. Tuy vậy, đừng nhầm, Việt Nam thực sự đã làm một số điều khá tệ đối với Campuchia, Thái Lan cũng vậy. Tuy nhiên, quốc gia nào cũng làm như vậy đối với các nước láng giềng của họ. Cùng với đó, Đông Nam Á nói chung có nhiều mâu thuẫn về xã hội và chính trị cần được giải quyết. Ngoài ra, chúng ta có thể phát hiện ra rằng, nhiều sinh viên Campuchia tốt nghiệp trong nước thiếu kỹ năng phân tích, không được củng cố trong thời gian đi học. Nhiều người sống sót sau thời Khmer Đỏ tin rằng Việt Nam xâm lược Campuchia không phải là giải phóng. Do đó, một số chính trị gia dễ dàng kích động cảm xúc và khiến người dân Campuchia hành động theo cơn giận của họ. Ví dụ, đảng đối lập coi vấn đề phân định biên giới
giữa Việt Nam và Campuchia là quân bài chủ yếu để chiếm được sự ủng hộ của đa số. Tóm lại, việc đánh mất những vùng đất cũ, sự thiếu phân tích về các vấn đề lịch sử trong dân chúng, cùng với những trò chơi chính trị mà các chính trị gia đã dẫn đến tình trạng này. Làm thế nào để giải quyết tình trạng này? Một số người Campuchia vẫn gọi Sài Gòn là Prenokor, tên cũ của một thành phố Khmer mang đầy hoài niệm. Liệu người Campuchia có hài lòng và ngừng ghét Việt Nam nếu Sài Gòn được trả lại cho Campuchia? Tôi không nghĩ vậy. Điều quan trọng nhất mà tôi có thể nghĩ bây giờ là người Campuchia phải phân biệt được đâu là huyễn hoặc, đâu là sự thật. Một bạn Campuchia khác có nickname là Sutichat, Dan Preltham, nói rằng người Campuchia ghét Thái Lan vì lý do lịch sử. Họ ghét Việt Nam vì lý do thực tế. Phần lớn khu vực Đông Nam Á về cơ bản thuộc lãnh thổ đế chế Khmer cổ đại cách đây vài thế kỷ. Người Campuchia coi mình là người kế vị đế chế Khmer, do đó họ coi thường Thái Lan ở một mức độ nhất định. Mặc dù phần lớn lịch sử Campuchia, hay gần đây hơn là vương quốc Ayutthaya của Thái Lan, đã đánh phá thủ đô của Campuchia và đưa họ trở lại thời kỳ đen tối. Tuy vậy, người Việt Nam tham gia cuộc xung đột muộn hơn, nhưng thực ra lại phản đối bản sắc Campuchia hơn nhiều so với người Xiêm cũ và người Thái hiện đại. Không giống như người Xiêm Ayutthaya và người Bangkok, Việt Nam không chia sẻ cùng một nền văn hóa Ấn Độ. Người Campuchia dưới thời kỳ lãnh chúa Việt Nam thực sự phải chịu sự đồng hóa cưỡng bức về văn hóa, tương tự như người Ba Lan dưới thời Nga. Các vị vua Thái Lan có thể tham lam, nhưng họ chỉ muốn có đất đai hoặc lời thề trung thành từ Campuchia. Họ không buộc người Campuchia phải từ bỏ phong tục cổ xưa, mặc một bộ quần áo ngoại lai và áp dụng một số triết lý xa lạ. Kết quả là, từ lần đầu tiên tiếp xúc với Việt Nam, người Campuchia đã rất thù địch với người Việt Nam hiện diện trên lãnh thổ của họ. Sau thời kỳ hiện đại, Ratanakosinan, lãnh thổ giống như Thái Lan hiện tại, và đế quốc Việt Nam đã phát sinh chiến tranh để giành quyền kiểm soát đối với Campuchia trên chính đất Campuchia. Điều này dẫn đến sự chia rẽ trong nội bộ Campuchia. Trong suốt những năm từ năm 1979 đến năm 1989, quân đội Việt Nam chiếm đóng Campuchia trong hàng thập kỷ. Điều này đã để lại một sự khó chịu đáng kể đối với Việt Nam. Nhiều người Campuchia coi Việt Nam như một mối đe dọa. Một người Campuchia khác có nickname là Hắc Vi Trè đã nói rằng: "Là một người Campuchia, tôi nghĩ rằng câu hỏi trên hơi phân biệt chủng tộc, nhưng lại là câu hỏi phổ biến đối với tôi. Bản thân tôi không bao giờ ghét người Việt hay người Thái, nhưng tôi có thể giải thích một chút về tâm lý của người Campuchia. Thứ nhất, lịch sử. Có rất nhiều lịch sử chiến tranh giữa Campuchia, Thái, Việt, giống như những người hàng xóm tranh chấp đất đai của nhau, và kết quả là cái chết của chính người dân. Thứ hai, văn hóa và con người. Tôi sinh ra ở Campuchia, mọi người cho rằng giá trị của trung thực là vốn quý nhất. Vì vậy, hầu hết người Campuchia là những người trung thực nhất, và tất nhiên không phải là tất cả. Tôi đã từng sống ở Việt Nam. Ôi trời, con người quá khác biệt. Hầu hết những người Việt Nam tôi gặp đều không trung thực, nhưng tất nhiên cũng không phải là tất cả. Tôi được một người bạn Việt Nam của tôi nói rằng, bạn thật thà, bạn không thể giàu nếu bạn sống ở đây. Điều đó đã khiến tôi bị sốc, vì đó là những gì tôi đã rất cố gắng giữ gìn khi ở Campuchia. Nhưng thành thật mà nói, người Việt Nam coi trọng làm việc chăm chỉ, trong khi người Campuchia lại lười biếng hơn. Vì vậy, một người lười biếng và một người chăm chỉ, bạn nghĩ họ có thích nhau được hay không? Thứ ba, về chính trị. Tôi không muốn nói nhiều về điều đó. Tôi khuyên bạn nên tự nghiên cứu. Nó thực sự phức tạp. Thái, Việt và Campuchia là những đất nước nhỏ bé. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi chính bản thân mình và những thứ lớn khác. Nhưng tôi thực sự hy vọng tất cả các dân tộc Thái, Việt, Cam đều có thể chung sống trong hòa bình, hòa thuận và tôn trọng lẫn nhau như những người hàng xóm, người dân Campuchia đã chịu đủ đau khổ vì chiến tranh. Cảm ơn những người mang lại hòa bình cho đất nước chúng tôi. Và một điều cuối cùng, tôi muốn nói là, mặc dù tham nhũng, tôi vẫn nghĩ Hun Sen là một nhà lãnh đạo tốt của Campuchia. Liên quan đến chủ đề trên, nhà phân tích chính trị và xã hội người Campuchia, Ovirak, trực tiếp chỉ trích một số bạn trẻ Campuchia rằng họ có bệnh trong người, đó là căn bệnh thù địch Việt Nam. Sở dĩ ông nói như vậy là vì ông quan sát thế giới trẻ Campuchia chỉ ghét Việt Nam, chứ không có vẻ phản đối hay tức giận đối với Thái Lan, một quốc gia cũng từng xâm lược Campuchia như Việt Nam. Nhà phân tích này lo ngại,
Nếu giới trẻ Campuchia chỉ nghĩ đến chuyện Việt Nam, mà Việt Nam đang ngày càng thịnh vượng, thì một ngày nào đó, những người trẻ Campuchia này sẽ phải sang Việt Nam để xin việc. Ông Overak cũng mong muốn những người trẻ Campuchia đừng khó chịu và chửi bới Việt Nam nữa, mà hãy dành thời gian này để củng cố lại năng lực của chính mình. Nhà phân tích này nói, chúng ta hãy bình tĩnh lại, tự hỏi lòng mình, tự hào dân tộc có nghĩa là gì? Chúng ta nguyên do họ có thể ngăn cản họ tiến bộ hay sao? Tôi sợ những thanh niên xúc phạm Việt Nam sẽ lại là những người phải sang Việt Nam xin việc. Hãy nhìn nhận sự thật, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc hiểu rõ, củng cố năng lực của bản thân để tăng cường thu nhập của mình. Ông Ovirak cho rằng, giới trẻ Campuchia hiện nay cũng có một số điểm tích cực là lòng yêu nước. Nhưng yêu nước thì càng phải cố gắng chăm chỉ lao động vì lợi ích của bản thân và của đất nước. Ông cho rằng, lòng yêu nước mà không có cơ sở thực tế thì rất nguy hiểm cho dân tộc, vì nó có thể là con dao hai lưỡi, nếu lòng yêu nước mang trong mình sự thù hận với các đất nước khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên. Nếu như các bạn cảm thấy hay, xin hãy để lại một like và subscribe, cũng như bấm nút chuông để theo dõi kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!